Rồi, ok, bây giờ mình sẽ làm một cái trải bài, đó là ai sắp liên lạc với bạn. Đây là một trải bài chung cho nên các bạn đón nhận cởi mở ha. Bây giờ mình sẽ đến với cái ba tụ bài nha. Tụ bài số 1 thì bạn sẽ nhìn hình ha. Tụ bài số 2 và tụ bài số 3. Rồi, ok. Rồi, bạn sẽ bấm đứng màn hình lại ha, để dễ chọn hơn. Sau trải bài riêng có thể inbox cho mình ha. Rồi mình sẽ đến cái tụ bài số 1. Trời ơi, ai sắp liên lạc với bạn? Tụ bài số 1, 0 phút 44. Tuyệt vời bạn ơi, cuộc sống tình yêu của bạn nở hoa rất là đẹp đẽ. Và thậm chí như vậy, mình thấy rằng là bạn có một cái sự bí ẩn trong mắt của cái người khác, và bạn có một cái gì đó nó rất là thu hút hấp dẫn, nhưng mà cũng không phải là vì bản năng giới tính hay là vì này kia, nhưng mà chỉ đơn giản là khi mà bạn quay lưng đi á thì bạn lại vô tình kích hoạt được cái sự chinh phục của cái người đó. Và khi người ta offer cho bạn cái gì á, bạn lại chịu cái đó, tức nghĩa là bạn lại là một cái người biết nhận lấy những cái điều giá trị dành cho mình. Thành ra là gọi là ai sắp liên lạc lại với bạn, thì mình thấy cái người này sẽ là một cái người mà có cãi vã với bạn trong cái thời gian vừa cũ qua, thời gian qua, hoặc là có cái việc mà hai người giống như là im lặng với nhau thời gian qua, hoặc là kiểu như bạn cảm thấy là người này cho bạn không có đúng cái giá trị bạn mong muốn, nên là bạn chán lắm, bạn muốn giống như là muốn bùng nổ, muốn rời khỏi đó, giống như bạn muốn tự do, bạn muốn giống như là được như cái cuộc sống mình mong muốn, một cái sự tự do tự tại, và bạn muốn cái sự cầu nguyện, cái sự bình an, nên là bạn mới chọn cái nguồn năng lượng cầu nguyện bình an đó ha. Rồi, năng lượng này thì mình thấy là người mà sắp liên lạc lại với bạn, hoặc là ai liên lạc lại với bạn, người này là một cái người mà có cái tình cảm với bạn thật sự luôn á đó. Và mình thấy là cái người này họ cũng phân vân lắm, họ rất là thích bạn và họ phân vân lắm, họ không biết rằng là đây có phải là thời điểm thích hợp để tương tác với bạn hay không, liệu rằng là bạn có mở cửa để cho họ tiến vào hay không, liệu rằng là bạn đang như thế nào, hoặc là họ phải gọi là mua chuộc bạn bằng cách nào. Ví dụ như bạn thích cái gì ta, bạn thích nước hoa hay bạn thích trang sức, hay là bạn thích cái gì, mình phải phải làm như thế nào, giống như là chưa có cái kế hoạch cụ thể. Thành ra là cái năng lượng này á, là bạn sẽ có một món quà, hoặc là bạn sẽ có một cái may mắn, bạn sẽ có một cái gì đó thuộc về như là cái người này liên lạc lại với bạn, họ sẽ cho bạn, trao cho bạn một cái gì đó ha. Và mình thấy là nếu như mà gọi là bạn có quen với ai á, mà coi như tương tác là cũng thân á, thì rất là dễ có may mắn là cái người đó offer cho bạn một điều gì đó tuyệt vời trong cái chuyện tình cảm nha. Ví dụ như mua trái cây cho bạn cũng là một cái món quà đúng không, nhưng mà offer cho bạn những cái như là kết hôn, hoặc là đính hôn, hoặc là một bữa tiệc ra mắt, ví dụ vậy đó. Thì mình thấy 100% tụ bài này nói rằng là người yêu cũ sẽ liên lạc lại với bạn nha, và người yêu cũ sẽ mang những cái lãng mạn đến cho bạn, sẽ tặng quà cho bạn, người yêu cũ sẽ có kết nối với bạn rất là vui vẻ. Nói chung là họ rất là thích bạn, rất là mong chờ bạn, và họ đang chờ đợi để mà gọi là sao, gặp lại bạn, khoảnh khắc gặp lại bạn, và họ mong chờ một cái sự hẹn hò với bạn ha. Họ muốn hẹn hò với bạn. Ok. Rồi, vậy thì người yêu cũ đang trông chờ, chờ đợi để có thể kết nối lại với bạn, cũng như là liên lạc lại với bạn. Còn bạn thì cứ quay lưng đi, sống cuộc sống của mình, làm cho người này không biết là bạn đang nghĩ gì, như thế nào, bạn muốn cái gì đó, các thứ, bạn rất là bí ẩn đó. Bạn vừa thu hút người khác mà bạn vừa bí ẩn nữa. Ok, mình sẽ kết thúc cái trả bài này ở đây. Bạn xem trả bài riêng có thể mắc giùm mình ha. Hẹn gặp lại các bạn trả bài sau. Rồi, tụ bài kế tiếp. Ai sắp liên lạc với bạn?
Rồi, ở đây thì đầu tiên có thể sẽ là một người. Người này một là đi đâu đó, nhưng mà nói chung rằng á nha, có một người liên lạc lại với bạn, là cái người này cũng là một cái người karmic với bạn, cũng là một cái người mà có cái năng lượng coi như là lạnh lùng với bạn, hùng hổ với bạn. Hùng hổ ở đây là giống như họ không có phải là chiều chuộng bạn, họ không phải là này kia, mà họ với bạn như lửa với nước, giống như cũng rất là ấy đó, cũng rất là bực mình khó chịu nhau đó. Giống như họ đó với bạn là cũng đã từng có cái sự không có mấy là thân thuộc với nhau mà nổi điên nổi khùng với nhau đó. Sẽ có một người đó tự nhiên liên lạc lại với bạn, cái đột ngột liên lạc lại với bạn đúng không, ngắt kết nối xong rồi đột ngột liên lạc lại với bạn á, thì lại tặng quà cho bạn, hay là lại mời bạn đi ăn, hoặc là lại giúp đỡ bạn gì đó về cái chuyện công việc hay là tiền bạc ha. Năng lượng này á, thì thấy là bạn sẽ còn có một cái cuộc liên lạc của một cái người mới, hoặc là một cái người bạn trong cái nhóm bạn nào đó của bạn quen, thông qua những cái mối quan hệ chung là có một cái gặp gỡ, hoặc là đi uống cà phê, hoặc là đi uống cà phê nói chuyện hay sao đó hai bạn ha. Năng lượng này thì thấy là có hai người, một người á, thì rất là có hai người, thậm chí là ba người luôn hai bạn ha, thậm chí là ba người luôn nha, có một người trẻ và hai người lớn tuổi hơn là tương tác hoặc là liên lạc với bạn. Như một người là người thứ nhất nha, một người là một người karmic của bạn, một người là người mới, một người là người bạn nào đó liên quan đến bạn, họ đến đây để chơi, họ đến đây để đi du lịch, họ đến đây để làm cái gì, công việc gì đó của họ, họ từ xa họ đến để họ liên lạc với bạn. Chứ giờ cái năng lượng này á, là năng lượng mà giống như là người này người kia liên lạc với bạn để mà tương tác với bạn, mà mình cũng không nói rằng là ai đó cam kết với bạn hay này kia nha. Đó, tự nhiên bạn sẽ nhận được những cái lời liên lạc đó. Thì mình nghĩ nếu như mà bạn chưa tha thứ cho quá khứ, bạn chưa tha thứ cho chuyện này chuyện kia, thì mình nghĩ là bạn nên có cái sự tha thứ đi, bạn nên chữa lành đi, và bạn nên rạch ròi rõ ràng với lại gọi là những cái cảm xúc tiêu cực cũ đi. Nói chung là rạch ròi ra, đừng có đem những cái cảm xúc tiêu cực cũ này kia các thứ lại. Bạn hãy để cho mình được thoải mái, cho mình được cân bằng, thì những cái người liên lạc lại với bạn nè sẽ mang lại cho bạn niềm vui, tại trong đó có những người mới, có những người này kia. Đừng có nghĩ quá nhiều, đừng có tự ái, cũng đừng có kiểu như là chắn một cái bức tường, đừng có như vậy. Mình đừng có quá hồ hởi, giống như kiểu giống như là trời ơi người ta liên lạc lại với mình vui quá, đừng có hồ hởi, cũng đừng có nhiệt tình theo cái kiểu là để cho người ta biết được là mình quá nhiệt tình đó, thì nó sẽ hay hơn và tốt hơn đối với bạn đó. Mình cứ lý trí lên một chút xíu là được đó. Chứ trong năng lượng này á, thì có người liên lạc lại và tặng quà, hoặc là cho quà kỷ niệm, hoặc là này kia các thứ á, là vui lắm, ý là có quà này này nọ nên là bạn vui lắm nha. Đó thì nói chuyện người này người nọ người kia, thì bạn làm cho cái người mới gặp, hoặc là cái người mà gọi là có cái duyên nghiệp với bạn nè, cái người mới mặc dù mới nhưng cũng có cái duyên với bạn á, làm cho cái người đó tự nhiên họ thích bạn, họ fall in love với bạn, giống kiểu giống vậy á đó. Còn cái người người cũ hay là người gì đó, có tương tác sau một cái thời gian á, kết nối thì là có gặp bạn, nhưng mà mình thấy trong năng lượng này người ta liên lạc lại với bạn thì cũng chỉ là liên lạc thôi, để nói chuyện, để giải phóng những cái năng lượng cũ đó. Thực ra họ cũng cần bạn, nhưng mà kiểu họ không có thể hiện khi mà nói chuyện với bạn, liên lạc với bạn, họ không thể hiện là họ rất cần bạn này kia nha, họ không thể hiện như vậy. Vì vậy cho nên là tụ bài này liên lạc lại thì mình vui vẻ thôi, chứ cũng chưa có sự cam kết, hoặc cũng chưa có cái gì cả, mình muốn hay gì mình phải xây dựng tiếp theo ha. Ok, mình sẽ kết thúc cho bài này ở đây, bạn xem cho bài riêng thì có thể inbox cho mình ha.
Rồi, ai là người sắp liên lạc với bạn? Thì cái người này á, liên lạc với bạn thông qua mạng xã hội. Người này là một người mình thấy rằng là liên quan gì đó đến công việc của bạn ha. Cũng có thể là một người mà có một cái đảm nhiệm liên quan về đào tạo giáo dục gì đó với bạn, sẽ liên lạc với bạn. Mình thấy là trong năng lượng này á, sẽ có ai đó rủ bạn đi chơi nha, rủ bạn đi chơi, đi du lịch hay này kia các thứ. Rồi người có một người liên quan đến gia đình bạn, người nam lớn tuổi trong gia đình hoặc là người nữ lớn tuổi trong gia đình sẽ liên lạc với bạn nha. Rồi sẽ có người nữ liên lạc thì là bạn bè này kia các thứ. Còn người nam trong gia đình thì cũng liên lạc liên quan đến chuyện gia đình. Rồi ở đây thì mình thấy rằng là có một người đang theo dõi bạn thông qua mạng xã hội. Và cái người này á, thì cũng là người cũ nha, nhưng mà họ theo dõi bạn thôi. Họ nếu mà khi mà họ liên lạc lại thì là một cái nguồn năng lượng mới nha. Người này đang sắp xếp thôi. Có ai đó liên lạc lại với bạn liên quan đến công việc của bạn nữa. Một là cho bạn một cái cơ hội công việc, hai là mang đến cho bạn cái cơ hội công việc, kêu bạn là suy nghĩ đi, chọn hôn, làm hôn A hay B, cái kiểu là vậy. Năng lượng này á, thì mọi thứ cái kiểu giống như là rất là gọi là sao ta, chỉ nên nhờ vào bản thân của mình, cũng như là nên tận hưởng cái cuộc sống của mình, nên mở rộng cái tầm nhìn của mình, nên bình tĩnh giải phóng những cái cảm xúc của mình, nên thức tỉnh đi, nên bỏ cái tôi xuống đi, nên phát triển cái giá trị bản thân nhiều lên đi ha. Người này người kia để mà tương tác vô cuộc sống của bạn á, hoặc là liên lạc với bạn là để giải quyết một số vấn đề trong cái cuộc sống của bạn đó. Và kiểu như là có cái chuyện này chuyện kia nó đang gặp khúc mắc thì họ gọi điện thoại để giải quyết với bạn, hoặc là họ gọi điện thoại để báo rằng là họ có khúc mắc đó nhờ bạn giải quyết. Đó là những cái vấn đề này. Cái thứ hai á, là sẽ có những cái cuộc gọi liên lạc để mà khiến cho cuộc sống của bạn nó thay đổi, sắp xếp lại. Ví dụ như là ê, tôi có một cái công việc mới này nè, làm hay không, suy nghĩ đi. Hoặc là kiểu như là ê, sắp xếp lại cái chuyện này chuyện kia đi nha, tại vì bây giờ mọi thứ nó đang dày là hãy sắp xếp lại đi. Nó sẽ có một cái năng lượng này giống như vậy đó. Hoặc là ai đó sẽ liên lạc cho bạn một cái công việc mới, hoặc là nói cho bạn một cái sự thật nào đó nữa nha. Sẽ có một người nói cho bạn một cái sự thật nào đó nữa. Rồi, nhưng mà về cái liên lạc này á, thì có cả một cái người cũ nữa. Khi người cũ này á, họ quyết định liên lạc với bạn á, thì mình thấy rằng cái sự liên lạc này á, nó cũng thuộc dạng như là thôi khởi đầu lại từ zero. Từ zero tức nghĩa là từ người không quen biết trở thành người bạn bè. Còn có lên nữa hay không thì không cần biết, nhưng mà đã là vậy. Bởi vì bản thân của bạn sau khi trải qua những cái khó khăn, gút mắt này kia các thứ, thì bạn đã trở thành một cái nguồn năng lượng nó rất là mạnh mẽ, cũng như là cũng đã phát triển bản thân của mình và đang muốn tập trung phát triển bản thân của mình, chứ cũng không muốn là lo toan cái điều này điều kia, cũng không muốn là hướng ra bên ngoài quá nhiều ha. Cũng như là bạn muốn quan sát nhiều hơn. Bạn như là ai mà liên lạc với bạn thì bạn cũng kêu như là muốn tương tác người ta thông qua mạng xã hội để coi người ta làm sao, tính cách người ta làm sao hay này kia các thứ đó. Nhưng mà năng lượng này thì mình thấy là sẽ có một cái giải quyết được gọi đến cho bạn. Bạn mắc kẹt cái gì sẽ có một cái sự giải quyết được gọi đến cho bạn, và sẽ gọi cho bạn, báo cho bạn một cái kết quả, một cái sự thật, một cái quyết định gì đó liên quan gì trong cái cuộc sống của bạn. Bạn chờ đợi những cái liên quan đến những cái mình nói nãy là nó sẽ có ha. Nhưng mà nhìn chung á, năng lượng này á, thì phải lớn lên thôi, phải trưởng thành thôi, phải trở thành một viên kim cương thôi, phải bị người ta đè nát thôi, phải xong rồi mình mới có thể phục dậy được. Giống như mình nói là nhiều khi á, sự thật á, nó hay mất lòng. Và những cái mà chạm đến cái cảm xúc của mình nhiều nhất á, những cái đó mới là đòn chí mạng, và những cái đó chính là những giai đoạn thức tỉnh và khiến cho bản thân của bạn cảm thấy mình phải trở thành một cái gì đó sáng sủa, chứ không để người khác thao túng cái cảm xúc của mình được. Thì chính những cái giai đoạn này nè, đó là bạn đang thay đổi bản thân của mình á, và bạn cũng sẽ được những cái cuộc gọi tới người này người kia giải quyết vấn đề này kia nọ các thứ. Thậm chí là những cái người mà mang lại cho bạn nỗi đau họ sẽ gọi lại cho bạn, thì bạn cũng phải bình tĩnh giải quyết, tại vì cảm xúc
nó không giúp bạn tốt hơn. Nó sẽ khiến cho người, khi người ta biết cảm xúc của bạn như vậy, người ta sẽ lấy cái đó làm điểm yếu của bạn, và người ta sẽ biết được là nỗi sợ của bạn và biết được cái vị thế của bạn. Nên là bạn phải giấu cái vị thế của mình ha, giấu lại cái vị thế của mình để giữ cái vị thế của mình một chút đó. Nhưng mà cũng đừng cứng nhắc quá, sống trong cuộc sống chỉ cũng có bao nhiêu lâu đâu, thời gian nó cũng hữu hạn, nên là muốn cái gì thì làm, muốn như thế nào thì làm, nhưng mà nó cũng phải ít nhiều cũng phải giữ được cái giá trị cho bản thân mình một chút ha. Đừng làm đánh mất cái giá trị của bản thân mình quá nhiều. Ok, mình sẽ kết thúc cái trả bài này, thì bạn xem trả bài riêng thì có thể mất như mình ha. Hẹn gặp lại các bạn ở trả bài sau ha.